và cảm giác những em bằng cây dâu khắc chữ họ tình, khắc chữ họ tình. Không còn bực mình nhưng mà để lại trong tâm là cực hận. Trang báo đưa tin vào 8 giờ sáng ngày 8 tháng 12, một nam sinh để lại tư trang và tiếng xuống hồ. Nhiều người truy hô nhưng anh không quay người lại. Sau 3 tiếng giải cứu chỉ còn vài kỷ vật và một cuốn sổ tay, người ta phỏng đoán thất tình là nguyên nhân chính theo nội dung mà nó kể lại. Thành phố bỗng dưng xì xào bàn tán, có kẻ khinh khi lẫn người cảm thán, lượt kết bạn đến hàng ngàn gửi cho cô gái được đoán là kẻ cầm cán. Tôi không cảm xúc xen lẫn bàng hoàng khi phải hay tin về vụ tự sát, mà trong đó bản thân mình phải chăng là kẻ thủ ác. Đối mặt cảnh sát không giọt nước mắt, tôi cố thuật lại vụ án rằng tôi là người đầu tiên và có lẽ duy nhất biết về ý định của hắn. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là lời đe dọa như mọi lần khác, vì suốt năm qua đó là biện pháp để hắn giữ tôi bên cạnh dù đó chỉ là ảo giác. Cái chết này rõ ràng là hình phạt, hắn muốn tôi mang tội lỗi của kẻ định đoạt, vì tôi đã nói chia tay và không còn để hắn lấy mạng sống ra kiểm soát. 3 giờ sáng là lần cuối cùng tôi còn liên lạc được sau cả một đêm mạt sát rằng tự tử là ngu xuẩn và độc ác. Tôi không hiểu, tôi không có nhà, có ba, có mẹ, gia đình tan đàn sẽ nghe cái vài đồng lẻ đối bằng sức khỏe tôi vẫn sống tiếp chưa từng ra vẻ, trong khi anh cái gì cũng có hết và chỉ vì tình yêu anh bảo là anh muốn chết. Mày muốn chết thì chết đi, I don't fucking care. Nếu là anh chọn cứ lấy tự do của anh hay mạng người khác? Và cảm giác giết em bằng cây dao khắc chữ họ tình, khắc chữ họ tình. Không còn bực mình nhưng mà để lại trong tâm là cực hình. Và cảm giác giết em bằng cây dao khắc chữ họ tình, khắc chữ họ tình. Vì giết chết tình yêu nằm bên trong lòng ngực mình. Một tháng sau, mọi người và báo chí đã ngừng đăng tin về nó. Thậm chí có người còn bảo tôi hãy viết bài nhạc về câu chuyện đó. Thật oái âm. Người dùng cái chết đã được quan tâm cuối cùng bị lãng quên cùng tháng năm. Tôi chờ từng ngày để kịp trả từng sự trả thù của nghiệp. Quả nhưng vẫn không có gì xảy ra ngoài việc tôi tự giết mình mỗi ngày qua. Bằng cách nào đó, Thái, người bạn học mất liên lạc từ lâu, bỗng trở lại. Tôi lấy làm lạ vì lúc đi học nó không hề giao tiếp với ai. Bây giờ mày sống ở đâu như nào, sao giờ lại muốn nói chuyện với tao? Tao không biết. Tao chỉ cảm thấy là tao sẽ chết, nó không có ai để chia sẻ. Và tao chỉ nghĩ tới mày, bởi vì mày giống tao. Mày cũng lớn lên từ sự chia rẽ. Ba tao giết mẹ tao và rồi đi tù khi em tao vừa mới đẻ. Lúc đó tao mới 2 tuổi nhưng nó còn chưa biết mùi sữa mẹ. Cuộc sống vẫn nhiều ngã rẽ nhưng tao hy vọng Chúa sẽ chở che. Vậy mà điều tồi tệ nhất xảy ra là nó đã mất trong tai nạn xe. Cuộc sống của tao là địa ngục và tao chỉ cần được kết thúc. Ít nhất tao cũng không giống như bố tao là một kẻ giết chóc. Thái, tao đã thấy nhiều cái chết và tao thề nó chẳng xứng đéo gì đâu. Tao cần mày sống tiếp và sống tốt để tìm lý do của Chúa đằng sau. Cứ thế tao trở thành kẻ lắng nghe và canh chừng thần chết đang lăm le sáng tối. Có lẽ điều đó giúp tôi thấy mình đang sống, hoặc là một cách để sám hối. Nhưng trong lúc tin rằng những lời tích cực để giúp Thái vượt qua bóng tối, thì tôi nhận được tin Thái tự đâm chết mình bên mọi em trai, không một lời trăn trối. A shout out to S.O. from Luna the Dumb Cycle. Và cũng giống như anh, tôi xin lỗi vì đã không cứu được những người cần cứu.